Hôm nay là chiều mùng 8 Tết, Lê Thanh Thiện đang đến bệnh viện Nhi đồng 1 thành phố Hồ Chí Minh, ở nơi mà anh Đạt và vợ và mấy đứa con đang nằm ở đây để mà điều trị cho cái đứa con gái 6 tuổi bị bệnh rất là nguy hiểm đến tính mạng. Trường hợp mà cái bữa vừa qua Tết, Lê Thanh Thiện đã đưa cho mọi người và giới thiệu đến mọi người cái hoàn cảnh này. Hiện nay thì đang đến đây để mà trao cho vợ chồng anh Đạt cái số tiền của các mạnh thường quân trong cũng như ngoài nước giúp đỡ. Lê Thanh Thiện đang đi đến cái nơi mà cháu bé đang nằm điều trị ha mọi người. Khoa ngoại tổng hợp lầu 1 ha. Lê Thanh Thiện đang đi lên cái chỗ mà anh Đạt đang cùng vợ và các con nhỏ của mình ở đây để mà chăm sóc một đứa con gái nhỏ 6 tuổi. Bé đang bị một căn bệnh rất là nguy hiểm đến mạng. Lê đã tới khu vực này rồi. Bây giờ là đang đi tìm anh Đạt nha mọi người. Ở đây đi em. Em hú chen vô. Hôm nay con đây là vợ của anh Đạt nha mọi người. Em tên gì anh? Hồi bữa anh cũng em tên Hường. Hường hả? Dạ. Hôm nay tình trạng của bé gái mà đang bé 6 tuổi á, bé bình an đúng không em? Dạ. Hôm nay như thế nào rồi em gái? Dạ. Thì vô thì nó vẫn mệt, không có nói chuyện, ăn thì cũng ít lắm. Thèm, như bác sĩ nói thèm thì cho ăn, nhưng mà cũng uống sữa ở chổng với ăn cháo dinh dưỡng ở chổng á. Hồi nãy em vô thì lo mình cho bé thì kêu uống sữa là uống có một tiếng mà. Rồi mấy cô hỏi ăn gì không thì nói là muốn ăn bánh canh, rồi xã mới đi mua á. Mà vô cũng không nói chuyện gì hết trơn, mệt hàng liên luôn mà. Mọi người cũng thông cảm cho chị Hường nha, tại vì hiện giờ là đang tình hình là dịch bệnh nên chị Hường phải đeo khẩu trang khi mà trao đổi với lại chúng tôi. Dạ. Ngay bản thân tôi cũng đeo khẩu trang. Sao không? Rồi Hường ơi, anh có một cái hỏi em mà mọi người cũng đang rất quan tâm nè. Dạ. Thực ra thì ở trong bệnh viện á, thì cái tình trạng mà vi khuẩn của bệnh viện á, nhất là những đứa trẻ nó rất là nguy hiểm. Dạ. Thì anh biết dù cho mình thì không còn cái con đường nào và chọn lựa khác, phải đưa bé vào đây nè, bé dạ. gái mà em đang nắm trên tay đó, dạ. nó cũng mới có vài tháng tuổi thôi. Thì vợ chồng em có thấy được cái mối nguy đó, và bác sĩ ở đây có những khuyến cáo gì cho mình không? Dạ có chứ, nói là ẩm bé về mà chứ để lây bệnh nữa, mà bây giờ con bé An á nó khóc á, cứ đòi mẹ à. Rồi hôm qua là bé cứ mệt á, cái bé sợ nên là cứ đòi mẹ suốt. Rồi em vô chổng thì ra thì con bé này nó cũng khóc nữa, rồi con bé An ở chổng khóc, rồi con bé này cũng khóc nữa, rồi em chạy ra chạy vô hôm qua đó khóc, bé An khóc cái sưng mắt luôn á, cứ giống như là mệt á, rồi hơi sợ một chút. Nhưng mà anh nghĩ em, vợ chồng em đó, hồi anh cũng phải trao đổi với Đạt thêm, phải có một con đường chọn lựa. Bây giờ anh nghĩ là con bé này nó nhỏ hay là nó khóc thì cũng phải chịu thôi. Dạ. Giống như là mình phải tìm cái biện pháp an toàn cho nó, chứ bây giờ nếu mà nó khóc mà mình cứ sợ nó khóc và mình cứ đưa vô đây thì anh thấy là nó cũng không có an toàn đâu. Thật ra thì cái vi khuẩn bệnh viện rất là nguy hiểm. Cho nên lát hồi anh sẽ bàn cụ thể với Đạt để mà có cái hướng, chứ hôm nay thật sự ra đưa bé mà vào đây thì rất là nguy hiểm mà. Ngay cả bây giờ đang nói chuyện với anh mà nó cũng không có một cái trang bị khẩu trang nào cho bé nữa. Mà anh cũng không hiểu là tại sao bác sĩ ở đây là không có sự kiên quyết. Chứ ở mấy cái bệnh viện Nhi đồng 2 rồi á, là những cái đứa trẻ mà nó nhỏ dưới 12 tuổi á, nói chung trẻ em á, mà lành lặn thì không có được vào bệnh viện. Thì không biết là luôn. Hôm đó cái lúc mà bé An nó mệt á, rồi cứ mới xin bác sĩ là cho vô chăm sóc cho bé. Bé cứ đòi về nhà, không mà về nhà với mẹ, con nhớ mẹ. Hôm qua cũng nói với mấy cô là con nhớ mẹ, cho mẹ con vô. Thì bé An nói vậy đó. Rồi theo em thì nếu mà những cái anh bảo đảm với em là phải bảo vệ an toàn cái đứa bé nhỏ này. Dạ. Đó là một điều chắc chắn là không thể nào thay đổi được á. Thì em, bản thân em thì sẽ tính toán như thế nào? Thậm chí bây giờ nếu mà bây giờ mình vì bé An, sợ bé An nó khóc á, em phải ở lại á. Dạ. Thì chồng em phải về. Đó,
Mà bé này bú mẹ không, không có chịu bú bình. Mình phải có cái hướng giải quyết nào cho nó dứt điểm chứ đâu phải là mình nó hồi bây giờ mình phải giống như mình phải buộc phải cai sữa cho nó là để mà nó bú bú bình luôn không, cái đó là anh góp ý thôi. Dạ. Thì cái đó là cộng đồng cũng đang rất quan tâm với cái dạ, vấn đề này ha. Cũng biết chứ mà cũng biết vô đây cũng có nhiều mối nguy lắm, cũng bác sĩ học cũng có mấy cáo với mấy cô điều dưỡng cũng có nói. Ừ. Dạ. Rồi còn bé lớn hồi bữa bé lớn bé tên gì anh quên rồi. À, dạ bé Kim Hiền. Kim về, Hiền. Dạ, về nào em? Dạ về hồi trưa bà ngoại rước về đang đi học. Ờ. Dạ. Rồi. Rồi em nói nhắc lại giùm anh cái tình trạng sức khỏe của Bình An đi. Dạ. Hôm nay là vô. Dạ vô bừng ngày nay là nữa là được 11 ngày. Thì 3 ngày nữa là hết điều trình đầu tiên á, rồi tiếp theo là điều trình 14 ngày nữa, nhưng mà cái liều thuốc á nó tăng lên, bác sĩ nói là cái liều thuốc sẽ tăng lên. Dạ với cái dịch phía bên phải á, thì nó cũng còn ra nhiều. Hôm qua em lên họp thì bác sĩ nói là cái dịch bên phải nó cũng còn ra rất là nhiều, mà bên trái cũng có nữa. Có dự định là sẽ đặt cái ống dẫn luôn ở bên trái nữa. Ờ. Dạ. Anh với Đạt nó về bên kia phải không em? Về rồi hả? Dạ, anh về. À, để anh gặp Đạt xíu nha, em dạ, dạ. Chăm sóc này. Anh Đạt đang chuẩn bị thức ăn buổi chiều cho con mình. À, làm đi anh. À, ủa anh mới đi mua bánh canh về cho. Nó đổi món ăn cho nó thôi nhé. Mình phải chăm chăm thêm cái này vô. Cho Bình An ha anh. À, đúng đó. Dạ dạ. Chiều nay là mình đã được vô chăm sóc bé chưa? Được rồi, bắt đầu 5 giờ rồi. Hồi nãy bà xã vô thì nó đòi nó thèm bánh canh cho nên phải. Dạ dạ. Chút xíu à. Là anh vô anh đút cho Bình An luôn hả anh? Thôi thì đầu thì mẹ nó đút. Dạ dạ dạ. À, thì lát hồi là anh phải giữ bé nhỏ để cho chị vợ anh, chị Hường vô để mà đút cho bé Bình An. Ừ. Cái anh cho mình hỏi nhanh luôn, tại vì đến thời điểm này thì sau cái thời điểm mà em vô ghi nhận cái trường hợp của gia đình mình á, thì mình đã nhận được cái sự chia sẻ như thế nào của cộng đồng để mà cho mọi người vui và an tâm luôn anh? Coi như đã có khoảng mười mấy lượt, coi như tính lượt, tại vì có cái lượt là một người, cái lượt là cái đoàn ba người, năm người cũng có. Dạ. Mình nói vậy. Dạ, cũng đến thăm quan tâm ha. Có. Dạ, có. Dạ. Rồi chia sẻ thì nói chung là cũng được phần nào không anh? Coi như là giúp đỡ gia đình, là coi như trong lúc khó khăn. À, thì thôi hôm nay mình cũng đến đây để mà chia sẻ rất là nhanh luôn để cho anh thì đến chiều nay mùng 8 Tết thì bên Lê đã nhận được cái sự hỗ trợ cho gia đình mình đó anh Đạt. Dạ. Là tổng số tiền là 25.640.000, trong đó có chị Linda ở bên Mỹ là 200 USD, anh Duy Trung 200.000, chị Võ Kiều Trang ở Mỹ cũng 200 USD, chị Sương Sandy Trần ở Mỹ 200 USD, chị Kim Benlido ở Chicago là cũng là 200 USD. Rồi đến chị Mai với chị Hà ở Mỹ cũng là gửi cho gia đình mình là 200 USD, cô Dung ở Úc gửi cho mình là 150 USD. Tổng số tiền mà tính ra sau khi đổi quy đổi ra tiền Việt á thì nó là 25.640.000. Em cũng chào cho anh nè. À, có gì anh kiểm tra lại giùm ha. Đây xin cảm ơn. Dạ anh Lê hiện đã chào cho anh rồi, anh bỏ vô túi đi anh, nhớ cất cẩn thận hoặc là gán. Tự vì anh biết sao, thông cảm giùm, đôi khi em cũng muốn làm cho nó công khai, thật ra công bố những cái số tiền mà trong bệnh viện này thì thấy nó cũng rất là bất tiện. Tuy nhiên mà đó là cái lựa chọn, em không thể nào chọn lựa khác nữa. Tại vì em đang làm cái đường vậy. Anh làm đi, anh cứ làm đồ ăn cho bé đi. Dạ. Cái lúc mà anh gọi cho mình là thông báo là mỗi người quyên góp thì nên hỏi cái danh tính người ta để công bố lên. Không, em thì không cần hỏi danh tính, thì có đôi khi cũng có nhiều người người ta không có muốn đúng, danh tính. Dạ. Coi như là hiện tại bây giờ là coi như 8 phần người ta là đã hỏi là người ta không thích chứ không phải không muốn, người ta không muốn, không thích để dạ 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 ok anh, thì nói chi là bây giờ theo phố đông bây giờ có lẽ là có 10 người đang có 2 người lên nó cũng kỳ. Dạ
Còn riêng em á thì em bên kênh Lê Thanh Thiện thì vì bởi vì cái gì mà làm đến tiền bạc á phải công khai và minh bạch. Đó, em bởi vì buộc phải thông tin cái số tiền ra. Mặc dù biết là thông tin như thế này thì nó cũng không có tiện trong cái quá trình anh đang sống ở nơi một cái nơi bệnh viện mà người lạ thì nhiều, nó cũng không có bảo đảm an toàn. Tuy nhiên thì em cũng chỉ biết dặn anh thôi là phải cố gắng là cẩn thận ha. Anh cứ làm đồ ăn cho cháu tiếp đi. À, hôm nay là có đứa lớn là đi về đi học rồi, còn có hai chồng với hai đứa con đây. Ngày hôm qua về quê là định rước đứa bé nhỏ lên, nhưng mà lại nghe thông tin là bây giờ hiện đang có phát hiện một người ở đây mà bị bệnh đó, cho nên là ngoại không có cho đón đứa nhỏ lên. Dạ dạ, anh làm cho bé ăn đi để nó nguội, anh cứ làm đi. Dạ, thì Lê Thanh Thiện là đã. Cảm ơn. Dạ được rồi anh, không có gì đâu. Nói chung là cái hoàn cảnh của mình đang giai đoạn con nó bệnh hiểm nghèo, thì cái sự mà chung tay của cộng đồng thì mọi người đều chia sẻ thôi. Dạ, không có ai mà chấp nhất cái sự lễ nghĩa gì đâu, anh cứ an tâm cái chuyện đó nha. Thưa anh Đạt, tụi em cũng rất là xúc động. Người cha đang làm từng món ăn để cho đứa con gái của mình, cũng rất là mong cái tình cảm của cộng đồng đã hướng về gia đình anh Đạt thì đó như một cái liều thuốc hồi sinh, một cái liều thuốc tình cảm lớn nhất để mà giúp cho gia đình anh Đạt qua cái cơn nguy biến này, và bé bình an sẽ sớm được bình phục để trở về để được đi học. Đó là niềm mơ ước của tất cả chúng ta, của anh Đạt, của những bậc làm cha mẹ. Bây giờ anh Đạt sẽ đem thức ăn này cho vợ, để anh cứ đưa đi, để có gì trong lúc mà chị ấy thì sẽ nói chuyện thêm với anh nha. Yeah. Lại ngồi đằng kia đi anh, cho nhắn em phải hỏi anh vài câu nữa cho. Anh ơi, thì rồi mình có cái hướng nào mà để mà cho bé này về không? Tại vì thật ra thì thấy hôm nay mà cái quy chuẩn bệnh viện thì nó cũng không có tốt á. Thì vợ chồng mình có cái hướng nào khác không anh, để bảo đảm cho bé nhỏ được sự an toàn không anh ạ? Vợ chồng suy tính cũng nhiều đêm rồi mà định là rước bé kia lên. Mà bà ngoại thấy coi như là đây có chuẩn bị có cái dịch bệnh, thành ra không có cho mang lên. Dạ. Để ngoài cho cái bà chị vợ đó trông giữ giùm. Dạ. Nó cũng kẹt. Còn đứa nhỏ này thì nó quá nhỏ, nó cần cái tình mẹ đó. Không, em nghĩ mình nó ghi là cái an toàn, cái sức khỏe là trên hết. Đúng. Cái gì cũng phải bảo vệ sức khỏe trên hết. Còn cái chuyện mà bé nó tạm xa mẹ trong cái thời gian mà mẹ phải ở đây để lo cho chị thì em nghĩ là mình cái đó là đôi khi mình phải quyết bằng cách là mình phải chọn lựa cái hướng là sức khỏe là quan trọng nhất. Còn cái chuyện ví dụ như bây giờ nó thậm chí bây giờ nó đang uống bú sữa mẹ mà giờ không có sữa mẹ thì mình cũng phải chấp nhận cho nó bú sữa bình nữa. Không thì cái đó là cái sự quyết định chọn lựa của anh thôi. Nhưng mà tại vì mọi người cộng đồng cũng rất là quan tâm, đã thương gia đình mình thì rất là thương, cái gì cũng thương hết á. Cho nên quan tâm vậy thì thôi anh cứ tính cho sao cho nó ổn thỏa ha. Rồi còn cái phần mà mọi người hỗ trợ đó thì anh cố gắng anh cũng có số tài khoản rồi đó. Nếu mà ngày mai thì anh cứ đem chuyển vô trong tài khoản đi, thì có gì cho nó được sự an toàn. Dạ. Rồi em cũng muốn nghe anh chia sẻ những cái lời mà với cộng đồng mạng khi mà mọi người đã quan tâm đến trường hợp mình. Đến ngày hôm nay là tôi bé được đã quá trị được 11 ngày. Coi như là qua cái giai đoạn mà hiểm nghèo, lúc mà bác sĩ thông báo ra là chuẩn bị tâm lý đó. Dạ. Yeah. Coi như là tôi mấy ngày nay so với hồi mới nhập vô thì hôm nay nó có khí sắc hơn. Dạ. Yeah. Nhưng mà do cái tác dụng phụ của cái thuốc quá trị là bé cũng hơi suy yếu, vẫn còn nằm trong phòng cách ly. Yeah. Ở cái giai đoạn 1 là 14 ngày đó thì hôm nay vẫn chưa hết, còn phải tiếp tục thêm một quá trình 14 ngày nữa rồi mới còn chẩn ở bên ông bú rồi mới tính sau. Yeah, yeah. Coi như là được sự giúp đỡ từ đầu đến giờ của các mạnh thường quân đã dành sự yêu thương cho gia đình bé. Cảm ơn quý vị. Ok anh, dạ được rồi, không sao đâu. Thì nói chung là đến thời điểm này các bác sĩ cũng có cho gia đình biết là so với cái thời gian đầu mà bình an vào đây thì nó có tiến triển tốt hơn ha. Coi như là
không cần không không còn cái nỗi lo gì cái nguy nguy hiểm nữa mà sống đó. Dạ. Bây giờ là đang tiếp tục để mà điều trị cho nó sớm bình phục đúng không anh? Coi như giờ này là mình đã có hy vọng rồi. Dạ, ok, vậy là quá mừng rồi. Cái thông tin của anh Đạt mới chia sẻ với chúng ta thì cái đó là đến chiều nay thôi, là mùng 8 Tết, tức là ngày mùng 1 tháng 2 là em nhận được bao nhiêu đó thì em đến em chào cho anh để anh có cái chi phí mà lo cho cháu cũng như gia đình. Rồi nếu mà những ngày tới nữa mà nếu mà tiếp tục em còn nhận nữa đó thì em cũng sẽ thông báo với anh để mà xuống em tiếp tục trao cho anh. Chứ đây cũng chưa phải là hết ha anh Đạt ha. Riêng mình cũng xin cảm ơn anh Lê Thân. Không, anh đừng cảm ơn mình, cái đó là cái công việc của mình thôi, cái nhiệm vụ của mình. Làm được cái gì mà để giúp mọi người, nhất là những cái đứa nhỏ, đứa trẻ đó, lúc nào mình cũng sẵn sàng hết. Cái đó là giống như là cái nhiệm vụ của mình rồi. Anh khỏi bận tâm, thì vấn đề chỗ anh bây giờ đang rất là khó khăn trong cái cuộc sống, phải lo cho vợ cho con, không có làm gì ra tiền nữa ở đây rồi. Nên là anh đừng có bận tâm gì đó nha. Mình cũng xin chào anh, chúc cho anh và các cháu gia đình tiếp tục nhận được những cái sự chia sẻ yêu thương, và quan trọng nhất là gia đình mình sẽ gặp những cái điều tốt đẹp nhất trong cái những cái ngày tới nha anh Đạt nha. Đến đây thì Lê Thanh Thiện xin chào quý vị và các bạn, xin hẹn gặp lại trong những cái chương trình tới với những cái video mà mọi người rất là quan tâm. Xin mọi người hãy đăng ký kênh. Chào anh nhé.